Dạ vâng em gái, xin chào mừng toàn thể anh trai chị gái mình đến với video tiếp theo của đồ gỗ phong thủy Hậu Nhung bên em anh trai chị gái nhà mình nhá. Ngày hôm nay em gái xin gửi đến toàn thể các anh chị một tác phẩm siêu siêu VIP mà bên em vừa mới hoàn thiện xong đúng không ạ? Một cụ di lặc đang ngồi trên bao tiền chế tác từ chất liệu là gỗ nu hương anh trai chị gái nhà mình nhá. Nu hương anh chị mình ơi, size lớn luôn. Với kích thước của tác phẩm cao 72, chiều ngang là 60 và chiều sâu của tác phẩm là 35 anh chị em mình nhá. Đúng ạ, và bên em chế tác là hoàn toàn liền khối. Em gái sẽ đi cận cảnh chi tiết tác phẩm này, anh trai chị gái mình cùng chiêm ngưỡng này. Đây là đầu tiên ngắm dùm em diện cụ đúng không ạ? Một tác phẩm di lặc, trước hết mình sẽ ngắm diện cụ cho em. Đấy, diện cụ chính là hồn của cái tác phẩm anh trai chị gái cho mình ơi. Đó, bên em đục diện cụ thì vô cùng là hoan hỉ luôn, với cái dáng thế ngồi ung dung tự tại đúng không ạ? Đấy, thể hiện được cái sự gì đây ạ? An nhàn này, hạnh phúc anh trai chị gái cho mình nhá. Một dáng ngồi vô cùng là khoan thai luôn chị em mình ơi. Và bên em đục này. Đó, đục những cái dải áo của cụ đúng không ạ? Đấy, vô cùng là cân kiện luôn anh trai gái nhà mình ơi. Hay những cái vòng tràng hạt em đục chia đều như nhau luôn. Đấy, 10 hạt như một anh trai chị gái nhà mình nhá, moi móc kênh bong luôn đúng không ạ? Đấy, hai bên đây là những cái cụ chú tiểu đồng này. Đấy, những cái chú tiểu đồng vô cùng tinh nghịch đang xung quanh cụ đúng không ạ? Đấy, và cái bao tiền em chế tác này. Đó, bao tiền em chế tác từ cái nút thắt của bao tiền thôi đúng không ạ? Cũng rất là đẹp luôn anh trai chị gái nhà mình nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, bên cạnh đấy là một chú lân sư, em chế tác một chú lân sư đúng không ạ? Đấy, một chú lân sư đang đang quỳ đằng sau cụ di lặc này. Đó, với cái diện rất là đẹp đấy anh trai chị gái nhà mình ơi. Đấy, nghe biểu tượng cái sự trấn trạch trừ tà cực kỳ là tốt cho gia chủ anh trai chị gái nhà mình nhá. Được bên em đục cũng rất là kỹ luôn đúng không ạ? Và những cái siêu phẩm VIP như thế này phải là một người thợ. Đấy, một người thợ gọi là một người nghệ nhân anh trai chị gái nhà mình nhá, với tuổi nghề lâu năm, đấy, tuổi nghề lâu năm ở tại đất làng nghề anh trai chị gái mình ơi, chế tác nên cái tác phẩm như thế này. Đấy, vì cái phôi gỗ này là cái phôi gỗ VIP luôn anh trai chị gái mình nhá. Thành phẩm của tác phẩm này còn nặng, rất là nặng anh trai chị gái mình nhá. Phôi gỗ ban đầu phải tính bằng tạ đúng không ạ? Phôi gỗ ban đầu phải mấy tạ anh trai chị gái mình nhá. Đúng không ạ? Đây là một chú bé tiểu đồng này với những cái điểm hoa nu được không anh trai chị gái mình ơi. Nó đang cầm này. Đấy, và những giải bên sau nhà em chế tác này vô cùng là kỹ luôn đó ạ. Và đặc biệt điểm nhấn của cái tác phẩm này chính là những cái mắt nu anh trai chị gái nhà mình ơi. Chính là cái mắt nu ở trên những cái bao tiền cám kíp như thế này anh chị em mình nhá. Đấy, mắt nu trên những cái bao tiền này cám kíp như thế này anh chị em mình ơi. Siêu phẩm luôn anh chị em mình ơi. Siêu phẩm luôn anh trai chị gái nhà mình nhá. Và chế tác cái tác phẩm này rất là lâu công luôn. Bởi vì và tuyển được cái phôi gỗ này thì cũng rất là VIP luôn rồi anh chị em mình nhá. Nếu anh trai chị gái nhà mình mà quan tâm thì hãy cầm ngay điện thoại liên hệ trực tiếp với cơ sở bên em với số hotline là 0334623357 để biết thêm chi tiết cũng như là giá thành của tác phẩm anh trai chị gái nhà mình nhé. Chân thành cảm ơn anh trai chị gái nhà mình đã đón xem cái video này của bên em. Chúc toàn thể anh chị em mình sức khỏe dồi dào, công việc thì hanh thông thuận lợi và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống đúng không ạ? Em gái xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em mình trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.